kính chào quý vị. Khi đi mua một món hàng, chúng ta cần phải hiểu rất rõ về người bán món hàng đó cho chúng ta. Và để tiết kiệm thời gian cho khách hàng với lợi thì trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu một cách ngắn gọn, xúc tích và chân thực nhất về chính chúng tôi, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Huy Lợi. Huy Lợi là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm giải pháp trong lĩnh vực thiết bị y tế, và Huy Lợi có 3 dòng sản phẩm mũi nhọn. Thứ nhất là các trang thiết bị trong phòng khám bệnh viện. Thứ hai là các trang thiết bị cho phục vụ cho quá trình giảng dạy của y khoa, và thứ ba là các sản phẩm để phục vụ cho bệnh nhân điều trị ngay tại nhà. Vậy thì Huy Lợi có gì? Đầu tiên cũng là điều mà Huy Lợi tự hào nhất, đó chính là về đội ngũ nhân sự của Huy Lợi. Đội ngũ nhân sự của Huy Lợi phải kể đến đó là đội ngũ phát triển sản phẩm tinh nhuệ để tìm đến những sản phẩm tinh hoa. Sản phẩm tinh hoa là những sản phẩm giúp cho khách hàng hài lòng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm. Thứ hai đó là đội ngũ tư vấn và đội ngũ kỹ thuật tận tình, chuyên nghiệp, giúp cho khách hàng hài lòng trước, trong và sau khi mua hàng. Điều thứ hai mà Huy Lợi có đó chính là các cái hệ thống, các kênh thông tin, các video, hình ảnh để giúp khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm một cách trực quan, chính xác nhất, chân thật nhất từ xa mà không cần phải mất công đến tận nơi để xem sản phẩm. Và điều thứ ba Huy Lợi có đó là chi nhánh tại cả 3 miền của Tổ quốc: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, để đảm bảo cung cấp được giá trị để cho tất cả các khách hàng của Huy Lợi. Vậy thì Huy Lợi làm được gì? Đầu tiên là cho khách hàng, Huy Lợi đem đến các sản phẩm được nhập tận gốc, bán tận ngọn, những sản phẩm có thương hiệu đảm bảo chất lượng, uy tín trên thị trường với giá cả hợp lý, công khai, minh bạch, tiết kiệm, đảm bảo đúng tiêu chí mà Huy Lợi đang theo đuổi. Đó là đem giá trị thực đến cho khách hàng cùng với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, bám sát nhu cầu của khách hàng và chỉ bán những sản phẩm, giải pháp có giá trị thực sự cho khách hàng, chứ không bán những thứ mà khách hàng muốn mua nhưng xét thấy không phù hợp. Và cuối cùng, đó chính là dịch vụ lắp đặt, chuyển giao công nghệ, bảo hành, bảo trì, chu đáo, chuyên nghiệp, nhiệt tình, nhanh chóng, phục vụ khách hàng như phục vụ chính người thân của mình. Đối với nhân viên, Huy Lợi tạo ra một môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, công bằng, phát triển, giàu tính nhân văn. Tại Huy Lợi, mỗi thành viên đều được định hướng phát triển để trở thành những người làm chủ cho tương lai với tư duy dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đối với cộng đồng, đó là nguyên tắc cho nhận của Huy Lợi. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục chung tay góp sức cho nền y tế Việt Nam thông qua các video, các bài viết chuyên môn dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ chuyên ngành. Và những điều đó cũng chính là sứ mệnh của Huy Lợi. Với tầm nhìn trong ngắn hạn, Huy Lợi đang nỗ lực trở thành đơn vị hàng đầu cung cấp giá trị thực sự đến cho khách hàng, và mục tiêu dài hạn là Huy Lợi trở thành công ty thiết bị y tế được khách hàng tin tưởng nhất Việt Nam. Với giá trị cốt lõi của Huy Lợi, Huy Lợi xoay quanh 6 chữ: tín, tâm, trí, tốc, tinh, nhân. Và cuối cùng, Huy Lợi luôn tự dặn mình: doanh nghiệp chỉ tồn tại và phát triển khi đem được giá trị thực sự đến cho khách hàng. Và đây cũng chính là thước đo thành công của Huy Lợi. Thiết bị y tế Huy Lợi, sản phẩm phù hợp, giải pháp tối ưu.